Minh được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 28 tháng 6 năm 2022. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Nhâm Tý tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần. Và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ Hoàng Đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh tang đổ mộc ngày Nhâm Tý tức can chi tương đồng thuộc thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm tang đổ mộc kỷ tuổi bính ngọ canh ngọ ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi canh ngọ mậu thân bính thìn thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Tý lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân thành thủy cục, xung với Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu và tuyệt Tỵ. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Giáp Ngọ, canh Ngọ, bính Tuất, bính Thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Tý, canh Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Phúc, tốt mọi việc, sao Thiên Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Nguyệt Không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao Giải Thần, Đại Cát, tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu, sao Thiên Thủy, tốt mọi việc, và ngày hôm nay là ngày trực tinh, Đại Cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ngục, xấu mọi việc, sao Thiên Hỏa, xấu về lập nhà, sao Nguyệt Phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao Thủ Tử, xấu mọi việc, trừ săn bắt, sao Hoang Vu, xấu mọi việc, sao Thiên Tặc, xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, sao Phi Ma Sát, kỵ về giá thú, nhập trạch, sao Ngũ Hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 28 tháng 6 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 28 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Tý vướng phải nhiều chuyện không được như ý muốn. Và thậm chí trong ngày hôm nay, bạn mệnh có thể sẽ cảm thấy chán nản, muốn từ bỏ công việc mà mình đang làm, muốn thay đổi môi trường làm việc để cải thiện tình hình hiện tại của mình nữa. Tuy nhiên, trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý, trước khi đưa ra những quyết định trọng đại thì bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng, không nên hành xử theo cảm xúc nhất thời và chớ nên đứng núi này trông núi nọ. Ngoài ra, với bạn tuổi Tý cũng đừng có để cho những kẻ xấu có ý đồ để hãm hại mình có cơ hội đắc ý nữa. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Điều này sẽ làm cho bạn mệnh cần phải chú ý giữ gìn về sức khỏe của mình, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và những người làm ở văn phòng. Với bạn tuổi Tý, bạn không nên ngồi làm việc quá lâu một chỗ, thỉnh thoảng nên đứng lên thư giãn và vận động nhẹ nhàng bạn tuổi Tý nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này,
Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim không nên từ bỏ mọi việc một cách quá dễ dàng. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy gặp nhiều điều không như ý khiến cho tinh thần chán nản, mệt mỏi. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa nên tăng cường vận động, tập luyện thể dục thể thao. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ không nên hành xử theo cảm xúc nhất thời, gây hối tiếc về sau này. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc tránh mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 63, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 28 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ giúp, điều này sẽ giúp cho công việc của bạn tuổi Sửu tiến triển vô cùng là suôn sẻ. Với bạn tuổi Sửu, kinh nghiệm và bản lĩnh sẽ giúp cho bạn có thể tự mình giải quyết được những vấn đề khó khăn. Nhờ vậy mà bạn tuổi Sửu thường xuyên được mọi người tin tưởng và giao cho những công việc quan trọng nữa. May mắn hơn nữa là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu, về mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa, điều này sẽ giúp cho bạn gặp được vận quý nhân hoặc là người có cùng chí hướng với mình. Và nếu như bạn tuổi Sửu đủ tin tưởng vào đối phương, đôi bên có thể nhanh chóng bắt tay vào việc hợp tác làm ăn và cùng có lợi. Đáng tiếc là trên phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi Sửu cần phải quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn. Với bạn tuổi Sửu, chớ nên dồn toàn bộ thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp, công việc của mình mà bỏ mặc những người thân thiết nhất của mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim được người đi trước giúp đỡ giải quyết được những vấn đề khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy công việc tiến triển được suôn sẻ thuận lợi dù gặp phải vấn đề gì. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ gặp được người có cùng chí hướng nên hợp tác làm việc chung. Tử vi tuổi Quý Hỷ Sửu thuộc mệnh Mộc bớt thời gian làm việc, quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 29, số 84, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày 28 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, và đây là dấu hiệu tích cực báo cho bạn biết rằng về tình hình tài chính của bạn trong ngày hôm nay có nhiều sự khởi sắc. Với bạn tuổi Dần, bạn gặt hái được những thành quả vô cùng là xứng đáng vì bạn đã chăm chỉ làm thêm trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Trong ngày này, một số người sẽ có được sự may mắn khi có được những cát tinh trợ mệnh giúp cho bạn còn có thể phát tài dựa vào các trò chơi may rủi. Và khoản tiền này có thể sẽ giúp cho bạn tuổi Dần có được sự dư giả trong một khoảng thời gian nhất định. Và bạn tuổi Dần hãy có kế hoạch sử dụng những đồng tiền sao cho hợp lý và tốt nhất là sử dụng vào các công việc như là đầu tư để tiền đĩa ra tiền. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Điều này cũng sẽ giúp cho bạn tuổi Dần, bạn là người biết chăm lo cho gia đình và luôn chủ động giúp đỡ công việc cho các thành viên trong nhà. Bạn hiểu rõ được rằng cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc nữa rồi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy có được cơ hội phát tài nhờ vào các trò chơi may rủi. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa nhận được tiền lương từ các công việc nghề tay trái, công việc làm thêm. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ biết chăm sóc
và vun vén cho gia đình của mình. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, hãy có cách sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan hơn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, có trách nhiệm với người thân yêu trong gia đình. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 96, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phụ trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày 28 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực lên vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay, và điều này khiến cho bạn rất dễ gây mất lòng người khác. Với bạn tuổi Mão, bạn đừng có biến mình trở thành một kẻ kiêu ngạo và chủ quan, không muốn nghe theo ý kiến góp ý của người khác. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão, nếu như muốn nhận xét hay là phê bình ai, người lãnh đạo nên tìm cách diễn đạt nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn. Với những lời góp ý tế nhị thường khiến cho người nghe dễ tiếp thu và sửa đổi hơn là những lời trách móc gay gắt nhé. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng, điều này cũng sẽ giúp cho bản mệnh có được một người vợ hoặc là một người chồng rất tâm lý và luôn sẵn sàng để lắng nghe, tâm sự và tha thứ cho những lỗi lầm của bạn. Vì vậy, nếu như có vấn đề gì khó khăn với bạn tuổi Mão, nên trò chuyện với người ấy để cả hai người có thể cùng nhau thảo luận và tìm ra cách giải quyết vấn đề sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể. Vài câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này: tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, coi thường ý kiến của mọi người, khăng khăng với quan điểm cá nhân. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, dễ gây mất lòng người khác vì không chú ý tới cách diễn đạt của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, có tài nhưng cần phải khiêm tốn hơn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, chú ý trong cách ăn nói và cư xử, đừng có gây tổn thương cho người khác. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, vợ chồng tâm lý, thấu hiểu và cùng tâm sự để tìm ra cách giải quyết vấn đề đang gặp phải. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 94, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh nước biển, quý nhân phụ trợ, tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày 28 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn cảm thấy hăng hái hơn mỗi khi bắt tay vào công việc, và thậm chí trong ngày này với bạn tuổi Thìn, dù thách thức có ở ngay trước mắt cũng chẳng thể nào làm cho bạn chùn bước. Với bạn tuổi Thìn, bạn biết đây là thời điểm để cho mình ghi điểm trong mắt mọi người, trong mắt cấp trên, lãnh đạo nữa rồi. Tuy nhiên, trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn, bạn lại hay mắc phải cái bệnh cả thèm chóng chán, cho nên khó có thể trở thành người lãnh đạo được mọi người tin tưởng. Và bạn tuổi Thìn, bạn hãy nhớ rằng nếu muốn thành công thì làm việc gì bạn cũng nên cố gắng kiên trì cho đến cùng, chứ có bỏ dở công việc giữa chừng. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, điều này cho thấy với bạn đang có những bất ổn trong mối quan hệ tình cảm giữa bạn và nửa kia, và mỗi khi có vấn đề gì nảy sinh, bạn thường trở nên nóng nảy, không muốn tin theo lời giải thích của đối phương. Và bạn tuổi Thìn, bạn đừng có để cho mối quan hệ tình cảm giữa đôi bên trở nên rạn nứt vì cách cư xử của bản thân mình, bạn tuổi Thìn nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này: tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, làm việc thiêu cảm hứng nhất thời, không duy trì được sự kiên trì. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, hăng hái mọi khi bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, nên rèn luyện
tính, cả thèm, chóng chán, bộ cuộc giữa chừng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, không nên vội tin theo lời của người ngoài, hãy học cách lắng nghe nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 77, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 28 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của thiên quan chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn tuổi Tỵ sẽ phải chịu đựng những sự cạnh tranh gay gắt trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Tỵ, bạn nên cẩn trọng trong công việc của mình, chớ nên cố lơ là mắc phải bẫy của những kẻ tiểu nhân, đối thủ khiến cho công sức của mình đổ xuống sông xuống bể một cách đáng tiếc. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ, dù tình huống có rắc rối đến thế nào đi chăng nữa, với bạn tuổi Tỵ cũng nên giữ những suy nghĩ lạc quan, xét về mặt tích cực, cạnh tranh là yếu tố cần thiết để cho bạn tiến bộ hơn. Nó sẽ góp phần giúp cho bạn nhận ra được điểm mạnh của mình nằm ở đâu, cũng như là mình cần phải khắc phục những yếu tố nào nữa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa. Điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy đang dần trở nên lạnh nhạt hơn. Và nếu như những khúc mắc không được tháo gỡ kịp thời thì đôi bên sẽ ngày càng trở nên xa cách hơn. Và đây chính là cơ hội để cho kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ tình cảm giữa hai người nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, thận trọng trong công việc, chớ có nên lơ là. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, chịu đựng sự cạnh tranh gay gắt ở môi trường làm việc. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, quan tâm hơn tới gia đình, đừng có để cho tình cảm bị nhạt phai. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng tích cực hơn. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, nhận ra điểm mạnh còn thiếu sót và điểm mạnh và điểm yếu còn thiếu sót của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 67, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày 28 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho bạn tuổi Ngọ trở nên nóng nảy và bốc đồng. Đặc biệt là với bạn tuổi Ngọ, bạn thường có những hành động bộc phát mỗi khi có ý kiến, quan điểm của mình không được mọi người đồng tình ủng hộ. Và ngày này với bạn tuổi Ngọ, nếu như bạn đứng ở cương vị lãnh đạo, bản mệnh cần phải chú ý tới những đối tượng vây quanh mình, nịnh nọt mình. Đừng có để cho những lời nịnh nọt khiến cho mình có quan điểm sai lệch về vấn đề. Bạn tuổi Ngọ hãy tìm hiểu mọi chuyện cho thật kỹ càng trước khi đưa ra quyết định tin theo hay là trách phạt người này, người khác. Xem tử vi cho thấy, theo nhị thập bát tú, hôm nay có sao dược, ngũ hành hỏa là ngày xấu, đi xa thì nghiệp khó thành, cầu tài mù mịt, kiện cáo nên hoãn lại thì hơn, người đi xa chưa có tin trở về, có điểm báo, mất của, hao tài, đề phòng có sự cãi cọ, việc làm chậm, lâu la, gặp nhiều phiền hà. Và ngày này với bạn tuổi Ngọ, nếu như có công việc bắt buộc phải đi xa thì bạn mệnh nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây. Đây là hai hướng giúp cho bạn hạn chế được những rủi ro và thêm phần may mắn tới với mình. Vài câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Ngọ
thuộc mệnh kim, không biết tiết chế về cảm xúc, dễ có những hành động bộc phát. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, dễ gây ác cảm với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, nên giữ khoảng cách với mọi người, chớ nên dễ dãi. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, không nên xuất hành hay là tiến hành những công việc trọng đại trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, nên chữa bệnh, phá dở hoặc là tiến hành những đồ vật nhỏ. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 13, số 58, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ ba ngày 28 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại. Điều này sẽ gây ra tác động xấu cho công việc của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Mùi có thể sẽ vô tình vướng vào những rắc rối, đắc tội với những kẻ tiểu nhân. Do đó, trong ngày này, bạn tuổi Mùi cần phải tập trung vào công việc của mình thì hơn, đừng có tạo ra sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi, với những quan điểm bất đồng làm cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy, người thân của mình trở nên không mấy hòa hợp. Và nếu như bạn thật lòng muốn giải quyết tình trạng trên thì đôi bên đều cần phải hạ cái tôi của mình xuống, lắng nghe đối phương nhiều hơn. Ngày này, xem tử vi cũng cho thấy, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Theo Hải Thượng Lạn Ông, hôm nay là ngày 30 âm lịch, nhân thần ở phía trong thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mu bàn chân. Vì vậy, với bạn tuổi Mùi nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, không nên hành động bốc đồng, nếu không dễ vướng phải những rắc rối. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, cần phải chú ý xung quanh, chớ nên vô tình đắc tội với kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, đôi bên cần phải cố gắng thấu hiểu và nhường nhịn nhau. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, vợ chồng có nhiều ý kiến bất đồng. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, cần phải cẩn thận với các mối quan hệ xã giao. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 24, số 97, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày 28 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kim sinh cho thủy vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người thân trong gia đình của mình đang vô cùng là hòa hợp. Với bạn tuổi Thân, bạn luôn dành thời gian để thấu hiểu những suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia, nhờ thế mà đôi bên có thể thấu hiểu nhau dù chưa có ai cất lên lời. Trong ngày này với bạn tuổi Thân, dù đã kết hôn hay là chưa, nếu như bạn có ý định hâm nóng tình cảm đôi bên thì bạn mệnh cũng có thể nhân thời điểm hiện tại để tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn. Sau mọi dịp như vậy, chắc chắn với bạn tuổi Thân, bạn sẽ cảm thấy được đôi bên càng thêm phần gắn bó nhau hơn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân, lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này sẽ mang lại những tác động không mong muốn cho sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Thân, có thể sẽ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi của bạn bè, đồng nghiệp. Vì vậy, bạn cần phải giữ quan điểm vững vàng, đừng có dễ xuôi theo lời nói ngã nói nghiêng của người khác. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, luôn có được sự thấu hiểu và bao dung cho nửa kia, quan trọng gia đình. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, mối quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp,
thấu hiểu nhau hơn. Từ vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi. Từ vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, nên hâm nóng tình cảm vợ chồng. Từ vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, không nên dễ tin vào những lời dụ dỗ của người ngoài. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 72, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Từ vi tuổi Dậu thứ ba ngày 28 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điểm báo trải qua một ngày phải chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần để đối đầu với những rắc rối do cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu gây ra. Với bạn tuổi Dậu, bạn đừng có để cho tinh thần làm việc của mình thiếu đi sự tập trung, uể oải khiến cho bạn mắc phải những lỗi sai sót không đáng có trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu, bạn mệnh cũng không nên quá vô tư, tự tin, tin tưởng mọi người, dù đó là người bạn quen biết từ trước đi chăng nữa, bởi bạn đang có điểm báo trong ngày hôm nay có kẻ ném đá giấu tay xuất hiện. Với bạn tuổi Dậu, bạn không nên phụ thuộc vào ai và chủ động hơn trong mọi việc sẽ tốt hơn. Ngày thứ ba này, với bạn tuổi Dậu khi về nhà, bạn cũng có thể chia sẻ tâm sự với người ấy những rắc rối trong công việc mà mình gặp phải. Bạn đừng có giấu mọi việc ở trong lòng, khiến cho tâm trạng của mình càng trở nên nặng nề và căng thẳng. Đây vừa là thời điểm để cho vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, vừa là cơ hội để gắn kết mối quan hệ tình cảm giữa hai người nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy cần phải chú ý có kẻ ném đá giấu tay gây cản trở cho công việc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, công việc gặp nhiều trở ngại bất ngờ, không nên lơ là, thiếu đi sự tập trung. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng, khiến cho bản thân nặng nề và căng thẳng. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, nên bình tĩnh tìm ra hướng giải quyết thích hợp trong mọi tình huống. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, tâm sự với nửa kia nhiều hơn để cùng tìm ra cách giải quyết. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 37, số 68, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ ba ngày 28 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này sẽ làm cho mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Bạn mệnh tuổi Tuất có thể sẽ nhận ra được rằng những người xung quanh mình có quá nhiều kẻ giả tạo, nịnh bợ để kiếm lợi cho mình. Và để tránh xảy ra những rắc rối cho mình, bạn tuổi Tuất cần phải giữ khoảng cách với họ nhất định nhé. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất, bạn cũng cần phải quan tâm nhiều hơn tới gia đình của mình và lắng nghe những suy nghĩ của nửa kia. Không nên áp đặt những suy nghĩ của mình và bắt người khác phải nghe theo, bởi chưa chắc những quan điểm của bạn đã là đúng đắn. Và may mắn là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này giúp cho bạn nhận thấy được sự tin tưởng của nhiều người, từ bạn bè, người thân, đồng nghiệp, giúp cho bạn tuổi Tuất có thể sẽ khẳng định được giá trị của bản thân mình, từ đó đặt ra những nền móng ngày một vững chắc hơn cho sự nghiệp của mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, từ vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, không nên áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Từ vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, xung quanh có nhiều kẻ giả tạo, cần phải chú ý giữ khoảng cách với họ. Từ vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, nhận được sự tin tưởng của bạn bè, đồng nghiệp. Từ vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, nên lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Từ vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, thể hiện quan điểm vào thời điểm thích hợp.
Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 21, số 73, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi, thứ ba, ngày 28 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Hợi với bản lĩnh thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng gây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, tốt đẹp. Với bạn tuổi Hợi, bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi ai đó gặp phải những khó khăn, cho nên bạn cũng sẽ nhận được nhiều sự cổ vũ, động viên, chia sẻ của người khác nếu như bạn gặp phải sự khó khăn. Bạn mệnh tuổi Hợi trong ngày thứ ba này còn có được cơ hội gặp được quý nhân. Nếu như bạn đang còn mông lung với con đường ở phía trước thì quý nhân sẽ giúp cho bạn đưa ra những định hướng đúng đắn, phù hợp, đồng thời có phương án giải quyết cho những vấn đề mà bạn đang gặp phải nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thủy khí vượng, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải chú ý nhiều hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân mình, không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể chỉ vì công việc quá bận rộn. Việc tập thể dục thể thao là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của mình bạn tuổi Hợi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, sẵn lòng giúp đỡ người khác khi ai đó gặp phải khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, nhận được sự yêu mến của nhiều người. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, có phương hướng chính xác cho tương lai của mình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, có được cơ hội gặp được quý nhân giúp đỡ cho bạn giải quyết được những rắc rối ở hiện tại. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, cần phải chú ý tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 30, số 96, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.